Chào cả nhà nhé. Bữa nay em dẫn cả nhà đi khám phá chợ cả nhà. Cả nhà nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh cả nhà. Ủng hộ để em có động lực em làm video mỗi ngày cho cả nhà coi nha. Rồi cảm ơn cả nhà, mời cả nhà theo em nha. Đây các bạn đủ thứ nè cả nhà. CD cũ nữa cả nhà, CD cũ, đồ cũ, đây đồ đầy hết cả nhà, đồ liền đầy, đây bên đây để cả nhà. Quá trời đồ. Thì người ta bán mấy cái vali cũ nữa cả nhà. Vali cũ có phá luôn. Đây là bộ làm tóc. Đồ điện trong nhà rồi nè cả nhà. Đây ha. Đây để CD. Đồ hơi dành cho đồ hơi. Đây đủ đồ cả nha, đồ lung dụng không xài nữa, nhiều quá trời. Chợ bữa nay đông vui lắm cả nhà, đông vui lắm luôn. Người ta bán mấy cái chùm nhôm làm cửa, làm patio rồi này, cái nhôm này, máy bơm nước này cả nhà, máy bơm nước đầy hết em. À, đây là mấy cái phê mắt kiến cả nhà, mấy cái kiến xưa, mắt kiến cũ nữa. Bán đồng cái, đồng món kiến đồng cái, dĩa cũng đồng cái. Này cái camera này cũng đồng nữa nha, có luôn chạc cũng đồng cái. Cái khung của cái phone này cũng cover, cũng đồng, đồng cái chuột này cũng đồng nữa. Rồi cái phone này cũng đồng nữa. Con LG cũng đồng. Con LG cũng đồng bạn. Đôi giày cũng đồng ấy. Giày có da có lông cũng đồng đó. Tai nghe bác sĩ cũng đồng. Cái chạc laptop thì cũng đồng ấy.
bàn này cũng đồng luôn nghe cả nhà. Trên bàn này quần áo các thứ nữa đó, cũng đồng món cả nhà. Quần áo đẹp đẹp không nữa nha, cũng đồng bạc, đồng cái đồng cái. Đồ chơi, đồ chơi đủ kiểu hết nha. À, đây bán bắp được cả nhà. À, bắp nhóc hết trơn rồi đó. Bắp nướng, bắp xào đồ nha. À, ta đang ăn cuối tuần nè, thì ăn bắp nướng rồi đây nha. Bắp nướng bắp xào giống như Việt Nam vậy. Đầy hết trơn. Đông vui dễ sợ. Ta đi ào 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 cái này. Đây gọi là top nè. Đầy cũ Sechino top lẹt. Mấy cái vàng giả này nha. Ta bán sau nồi chén chảo nha. Đó, đồ nghề này cả nhà, cả nhà. Đây đồ nghề. Này băng đĩa cả nhà. Đây người ta bán băng đĩa. Kim nhộm. Thôi để ta bán luôn tivi này nhé. Đây là cái con này nhé. Con Uno Omega Picture. Quá đồng nữa nha. Đồng lắm. Hôm nay chợ đông người. Thank you.
hai chị, dạ hai chị. Đây là bán đồ cũ nữa nha. Than. Ê, dạ, 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 dạ khỏe. Rồi, đây có cái hộp này nha. Rồi, hộp bình. Mới cái nhà mình mới lắm. Thấy kia xem. Đi đồ nghề. Mới rồi này, hay đồ bếp này, chỗ này bán nước, ô đồ ăn rồi đấy, bán đồ ăn bọc kính rồi đấy nha, bọc kính rồi. Đây đồ nghề cả nhà. Đây. Ở đây bông hoa nữa nè, nhà nó người ta cũng bán bông hoa đầy nữa. Đó. Đây bán đồ cũ. Để bán dồi nước này nha. Dồi nước. Rồi cái thùng này gắn vô xe Honda, xe mô tô này cái. Nấu mô tô rồi đầy hết trơn. Này đồ nghề nha. Này thùng gắn vô mô tô. Đồ tivi, mấy cái nón mô tô. Đồ nghề đầy. Quá trời đồ nghề. Đồ cũ băng đĩa. Barb's worse than more use, worse than fight. Đây ba đầu cũ nữa nha, đầy. Tông quá cái nhà này đó.
quá chợ đông. Bán mấy cái vali này cả nhà, 25 đồng cái nè. Dưới đây đầu nghề là đồng cái cả nhà, đồng cái. Rồi trên đây là bạch, đồng bạch nè cả nhà ơi. Ở Mỹ thì đồng bạch nó nhiều lắm nghe cả nhà. Đó. Đồng bạch là đồng món nè cả nhà. Nè, trong thao là đồng món nè. Ở đồng bạch đó cả nhà. Đây nó liền đầy hết nha. Đây như vậy. Đây quần áo này nha. Đó, quần áo cũng đầy hết trơn. How much? Hi. 15. 15 đồng cái. 15 đồng cái. Còn bên đây là đồng cái nó đang lựa thì. Đồng cái.